Chào mừng các bạn đến với công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Mình xin giới thiệu một loại máy, đó là máy cưa răng cưa lưỡi với tên của cho quay, một thương hiệu đến từ Đài Loan. Model máy là GM320. Máy cũng sử dụng nguồn điện 3 pha 380 V. Đây là bảng điều khiển hoạt động máy. Máy được sử dụng một motor 40 HP. Mình muốn cắt khô dài mỏng bao nhiêu thì mình sẽ gắn số lượng lưỡi cưa sao cho phù hợp với quy cách mình cần cắt. Khi mà máy đang hoạt động, nếu như mà mình mở nắp bảo vệ lưỡi cưa ra thì máy sẽ ngưng hoạt động để bảo vệ cho người tránh nguy hiểm. Còn đây là băng tải, chạy băng tải. Đây là chổi quét nhớt cho bôi trơn cho băng tải, tránh hao mòn băng tải. Còn đây là tủ điện của máy, nguồn vào từ đây. Kích cấu tạo cũng tương đối đơn giản. Còn đây là bộ bơm nhớt tự động cho máy, cho băng tải. Khi băng tải chạy thì nó sẽ tự động bơm nhớt. Số lượng nhớt xuống còn 1/3 bình nhớt thì ta nên châm nhớt thêm. Trong trường hợp dùng máy khẩn cấp có sự cố, đây là đồng hồ ampere báo dòng của motor. Khi vận hành máy thì ta cho lưỡi cưa hoạt động trước. Lưỡi cưa hoạt động khoảng 5 đến 10 giây thì ta bắt đầu mới cho băng tải hoạt động. Nước điều chỉnh độ cao của phôi. Người ta muốn điều chỉnh độ cao của phôi thì ta quay tay quay quay dàn về phôi sao cho phù hợp với phôi, kích thước phôi. Còn đây là tay quay trục dao, quay lên và xuống, lên xuống trục dao. Để điều khiển cho băng tải hoạt động thì ta có một hệ thống bao gồm một motor và một hộp số, cùng với đó là một bu li chỉnh tốc. Thì tốc độ của băng tải chạy nhanh hay chạy chậm thì ta đều thông qua một cái bu li này, ta có thể điều chỉnh nhanh chậm.